tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chiều nay ngày 2 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Trước đó, trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận tổ về nội dung luật giao dịch điện tử sửa đổi và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Tại tổ đại biểu Quốc hội số 6 gồm các địa phương Đà Nẵng, Trà Vinh, Nam Định, Thái Nguyên, các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có nhiều trao đổi thẳng thắn thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện hai dự thảo luật này. Đối với luật giao dịch điện tử sửa đổi bổ sung, các đại biểu cũng cơ bản thống nhất những nội dung cơ bản và cho rằng với độ thay đổi nhanh của khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ phát triển mạnh mẽ của công nghệ điện tử, công nghệ số. Trong khi đó, luật giao dịch điện tử năm 2005 đã bộc lộ những hạn chế bất cập. Vì vậy, rất cần thiết phải sửa đổi bổ sung luật giao dịch điện tử cho phù hợp với thực tế hiện nay. Góp ý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi về vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng trong các hoạt động giao dịch điện tử, đại biểu Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng. Trong cái dự thảo luật này, thì cái việc mà quy định cụ thể các cái việc cái đảm bảo cái bảo mật, bảo vệ cái thông tin cá nhân thì nó cũng đang chưa hoàn toàn là phù hợp và chưa cụ thể, chưa sát hợp được trong cái hoạt động giao dịch điện tử. Do đó tôi cũng đề nghị là cần phải có những cái quy định cụ thể hơn để bảo vệ thông tin cá nhân trên cái mạng trong cái luật giao dịch điện tử này. Về vấn đề chữ ký số và quản lý chữ ký số, có một số nội dung luật quy định chưa thật sự phù hợp. Quy định về sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng thì điều 27 dự thảo quy định là tổ chức sử dụng chữ ký điện tử dùng riêng phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn là chưa phù hợp. Vì lý do tại khoản 5 điều 3 của quy định là chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng là từ chữ rồi số, ký hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử. Như vậy là việc đăng ký mà cấp giấy chứng nhận với tất cả các loại chữ ký điện tử theo quy định tại điều 27 cũng như việc công nhận và sử dụng tất cả các dạng chữ ký điện tử nước ngoài quy định tại điều 28 là khó khả thi. Và tôi có thể nói là cũng không khả thi nữa, tại vì nó rất nhiều dạng, nhiều cái thì người ta không thể đưa được. Mà hiện nay trong thực tiễn là đã có những cái quốc gia nó nghiên cứu là cả cái hình xăm điện tử để mà xác định là thành một cái giống như là một cái chữ ký, một cái nhận dạng riêng. Đối với luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, các đại biểu Quốc hội cũng cơ bản đồng tình những nội dung cơ bản của luật sửa đổi bổ sung và cho rằng luật hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay vì cần phải quan tâm hơn đến vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân cũng như nghĩa vụ quyền hạn của người tiêu dùng. Góp ý luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi bổ sung, đại biểu Nguyễn Duy Minh, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng cần có chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất trong nước và tiêu dùng trong nước giống như một số quốc gia trên thế giới. Ví dụ như Nhật Bản là người ta họ sản xuất cái hàng nội địa của Nhật Bản cho người tiêu dùng ở trong nước của họ chất lượng rất là cao. Ngay cả là hàng hóa của Trung Quốc cũng vậy, người ta họ sản xuất trong thị trường cho người tiêu dùng của người dân của họ chất lượng rất là cao. Trong khi là phần nhiều những cái sản phẩm mà chất lượng cao sản xuất trong nước mình thì phục vụ cho các cái nhu cầu về xuất khẩu. Thì tôi thấy rằng cái rõ ràng là người trong nước của mình vẫn chưa được thụ hưởng nhiều những cái hàng hóa do chính con người mình tạo ra đảm bảo chất lượng theo những cái tiêu chuẩn cao hơn. Thì tôi thấy rằng là nếu như mà mình quan tâm, mình thúc đẩy cái sản xuất trong nước, tiêu dùng trong nước thì chúng ta cũng đảm bảo được một cái thị trường tương đối lớn để rồi trước những cái đứt gãy của chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng thì hoặc là những cái rào cản về kỹ thuật của các cái nước mà mình tham gia các hiệp định thương mại thì rõ ràng là doanh nghiệp trong nước chúng ta vẫn có thể là trụ vững và vượt qua những cái khó khăn. Một số đại biểu đề nghị nhà nước cần bổ sung chính sách để bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương, đồng thời đề nghị cần áp dụng cơ chế khiếu nại phù hợp cho đối tượng này.